Sáng ngày 29 tháng 5, trường mầm non hướng dương tổ chức chương trình chuyên đề mùa hè yêu thương, chia tay các bé 5 tuổi, vui Tết thiếu nhi. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo phường Ngọc Sơn, cùng đông đảo các bậc phụ huynh của trẻ. Năm học 2023 đến 2024, trường mầm non hướng dương có 335 cháu nhà trẻ, lớp 3 tuổi, lớp 4 tuổi, lớp 5 tuổi. Riêng lớp 5 tuổi có 110 cháu. Nhà trường tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong đó, quan tâm tạo mọi điều kiện để trẻ được học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh, giúp trẻ phát triển tốt cả về thể chất và tinh thần. Chương trình mùa hè yêu thương, chia tay các bé 5 tuổi, vui Tết thiếu nhi mầm non hướng dương diễn ra trong không khí phấn vui tươi với những điệu nhảy vui nhộn, sôi động của các bé. Các bé 3 tuổi, 4 tuổi trình diễn tiết mục thời trang mùa hè đặc sắc và ấn tượng. Bên cạnh đó, các bé còn được tham gia trò chơi đố vui có thưởng. Trong chương trình đoàn nghệ thuật múa dối Hải Phòng cũng đã mang đến cho các bé món quà một với những tiết mục múa dối đặc sắc. Dưới mái trường mầm non hướng dương thân yêu, các bé 5 tuổi đã được các cô yêu thương, chăm sóc, dạy bảo. Từ ngôi trường này, các bé được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự tin bước vào lớp 1. Tại chương trình, các bé trường mầm non hướng dương được nhận những phần quà của Phường Ngọc Sơn và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường nhân dịp Tết Thiếu Nhi 1 trên 6.